Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải xin phép quý vị được đọc tiếp cuốn Mật Tông Vấn Đáp của tác giả Mật Nghiêm. Và bây giờ chúng ta đã gần hết chương số 1 và bắt đầu sang đến chương số 2. Thì Hải xin phép được tiếp tục. Câu hỏi số 28. Hỏi, điểm nào là điểm mà Mật Tông hơn hẳn các tông phái khác? Đáp, Mật Tông chỉ đem so sánh với các tông phái khác để biết sự khác biệt thôi, chứ không phải để phân biệt hơn kém. Hải xin chú thích thêm một điều này. Tuy nhiên, trong một số những cái bài luận giảng của những vị tổ vĩ đại thuộc dòng Ninh Ma thì các ngài nói rằng là con đường của Mật Thừa thiết thực hơn con đường Kinh Thừa. Nhưng đôi khi thì các ngài nói rằng là bất kỳ một trường phái nào, bất kỳ một thừa nào mà giúp chúng ta nhận ra được cái bản tính chân thật của tâm ấy, thì đấy cũng đều là kim cương thừa cả. Giúp cho chúng ta nhanh chóng đạt được đến Phật quả thì đấy đều là kim cương thừa. Chẳng hạn như tiểu thừa, nếu như giúp cho quý vị nhận ra được bản tính của tâm thì đấy cũng chính là kim cương thừa. Kim cương thừa chẳng qua chỉ là cái tên gọi mà thôi. Câu hỏi số 2, số 39. Hỏi, vậy thì sự khác biệt ra sao? Đáp, điểm nổi bật và dễ nhận biết nhất đó là Mật Tông lấy chú làm phương tiện, và do phương tiện này đem lại đến những lợi ích đặc biệt lớn lao. Câu hỏi thứ 40. Lợi ích đặc biệt thế nào? Đáp, nghiệp là cái đem con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nay nhờ các thần chú, ta chuyển được nghiệp, giải được nghiệp để sớm được giải thoát. Đó là điểm khác biệt quan trọng nhất của Mật Tông so với các tông phái khác. Điều này chính xác. Câu hỏi thứ 41. Hỏi, còn điểm nào khác nữa? Đáp, chú còn giúp hành giả lập công, bồi đức và tiêu tội nữa. Đấy là chỉ kể những lợi ích thiết thực cho vấn đề giải quyết sinh tử luân hồi thôi, chứ chưa nói đến lợi ích chữa bệnh, cứu người, tăng thêm thọ mạng, vân vân. Câu hỏi số 42. Hỏi, Phật tử theo tông phái khác, nay xem kinh sách rồi tự mình trì chú và bắt ấn, như vậy có được không? Đáp, được chứ, có ai cấm đâu. Tuy nhiên, tu học kiểu đó cũng giống như người mù chơi dao, lợi bất cập hại, lợi ít hại nhiều. Chắc cái câu này Hải không cần phải giải thích thêm nữa, bởi vì đã nhiều lần Hải nói rồi, bất kỳ mọi hành động nào cũng phải được thầy dẫn dắt. Quý vị không được phép tự ý mua những quyển sách của Mật Thừa về, tự học bắt ấn, tự học chú đâu. Nó sẽ tác hại vô cùng là khủng khiếp. Và chính mắt Hải đã nhìn thấy nhiều người, họ đã hóa điên. Sau một thời gian họ tự động mua những quyển sách nói về Mật Tông và tự tu học theo. Điên ở đây là theo nghĩa đen, chứ không phải là theo nghĩa bóng đâu. Điên là điên thật đấy quý vị. Cho nên là bất kỳ mà hoạt động nào liên quan đến các nghi quỹ trì chú bắt ấn thì phải được thầy trao truyền. Còn nếu không sẽ mắc tội trộm pháp. Và khi mà quý vị chưa qua các bước quán đỉnh, chưa qua ngôn rô đó, thì cái ác nghiệp của quý vị chưa được tịnh hóa, thì khi mà trì các thần chú nó trổ ra, nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái điều khủng khiếp ở ngoại cảnh. Cho nên là quý vị cẩn trọng cái việc mà tự động tu hành. Cho nên cái câu 42 này là trả lời không hết nghĩa, là cực kỳ nguy hiểm với những ai tự động học Mật Tông. Câu số 43. Hỏi, tại sao lợi ít mà hại nhiều? Đáp, vì thần chú là con dao hai lưỡi, nếu biết xài thì rất nhạy bén, còn không biết xài thì dễ bị đứt tay. Câu 44. Hỏi, vậy là thế nào? Đáp, đã gọi là thần chú vì có những linh nghiệm lớn thì cũng có những tác hại không nhỏ cho người hành giả nếu không biết sử dụng. Câu hỏi thứ 45. Hỏi, tại sao và hại ra sao? Đáp, đã có biết bao nhiêu tu sĩ cũng như Phật tử trì chú lâu ngày trở thành khùng điên hoặc bất bình thường, đó là phản ứng tất nhiên của chú. Điều này Hải đã nói ở trên rồi, mặc dù Hải chưa đọc đến cái đoạn này. Đấy là những cái điều mà thực tế Hải đã nhìn thấy. Câu hỏi số 46. Hỏi, như vậy muốn trì chú và bắt ấn phải làm sao? Đáp, phải được truyền pháp một cách đúng đắn qua các tu sĩ Mật Tông hoặc những người tu học Mật Tông, chứ không nên tự mình làm ẩu. Câu hỏi số 47. Hỏi, muốn truyền pháp thì phải làm sao? Đáp, thì phải gia nhập dòng pháp Mật Tông.
Câu hỏi 48, hỏi nhập dòng Pháp là thế nào? Đáp là xin được nhập học tu theo mật tông. Câu 49, hỏi gia nhập dòng Pháp cần điều kiện gì? Đáp cửa Phật rộng mở, pháp môn thì nhiều, ai hợp môn nào thì theo môn ấy, không có gì đòi hỏi ở người phát tâm tu hành cả. Mật tông cũng giống như các tông phái khác, là muốn xin học thì phải được làm lễ ra mắt với chư Phật, với chư Tổ Pháp bằng một lễ quy y quán đỉnh. Câu hỏi thứ 50, hỏi Phật tử đã quy y rồi, thuộc tông phái khác nay theo mật tông được không? Đáp đã quy y rồi thì không cần quy y nữa, nhưng phải làm lễ quán đỉnh. Đang theo tông phái khác mà nay muốn theo mật tông thì phải xin phép sư môn, tức là xin phép thầy mình đã. Khi được chấp thuận thì mới xin gia nhập được. Câu hỏi thứ 51, hỏi xin cho biết sơ qua về lịch sử mật tông. Đáp, mật tông là một tông phái của đạo Phật đã có từ lâu nhưng ít phổ biến như các tông phái khác vì nhiều lý do. Xem phần 3 nói về quan niệm của người tu mật tông sẽ rõ. Đại để có thể nêu ra một vài điểm. Thứ nhất, vì mật nên không truyền rộng được. Thứ hai, vì rất ít người có đủ căn cơ để tu học và có duyên để gặp. Thứ ba, vì nhân duyên của chúng sinh khi nào hội đủ thì mật tông mới có mặt. Do đó lịch sử của mật tông không có một sự truyền thừa chừng tuần tự từ vị tổ này đến vị tổ khác, đời này tiếp đời khác như Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông. Mật tông đi chìm chỉ nổi khi cần cứu độ chúng sinh, sau lại chìm đi không để ai biết. Đó cũng là đặc điểm của mật tông. Tuy nhiên mật tông khi truyền qua Nhật thì ở đây cũng tạm lập một hệ thống truyền thừa như sau. Tổ Pháp là Đức Đại Nhật Như Lai sau truyền cho Ngài Kim Cương Tát Đỏa, Ngài Kim Cương Tát Đỏa truyền cho Ngài Long Mãnh, v.v. theo hệ thống dưới đây. Thứ nhất Đại Nhật Như Lai, thứ hai Kim Cương Tát Đỏa, thứ ba Long Mãnh tức là Long Thọ, thứ tư là Long Trí, thứ năm Kim Cang Trí, thứ sáu Bất Không, thứ bảy Hệ Quả người Trung Quốc, thứ tám Không Hải Nhật Bản. Ở Việt Nam đời nhà Lý có các pháp sư nổi tiếng như Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không, đời Trần, đời Lê sau này cũng có nhưng không hiển lộ và không lập môn phái. Hải xin đính chính thêm, đây là cái dòng, điều này đã khẳng định rằng cái ngài Mật Nghiêm này là thuộc cái dòng truyền thừa của Đông Mật, nhưng mà ở Phật giáo Tây Tạng là khác nha, là các dòng truyền thừa là rõ ràng từ tổ nào truyền đến tổ nào, bao nhiêu đời. Đó là lý do Hải luôn nói là một vị đạo sư thuộc vào dòng truyền thừa không gián đoạn. Tức là chúng ta phải biết được là cái dòng truyền này nó đến từ đâu, bắt nguồn từ vị tổ nào. Ví dụ như các vị tổ dòng Kagyu thì bắt nguồn từ Đức Phật Kim Cương Tổng Trì, rồi bắt đầu truyền xuống Ngài Tilopa rồi truyền cho Ngài Naropa truyền cho Ngài Mapa, Ngài Mapa truyền cho Milarepa và hình thành đến 4 trường phái chính và 8 nhánh phụ của trường phái Kagyu. Còn dòng Ninh Ma thì đến từ Đức Liên Hoa Sinh. Còn dòng Sakya thì đến từ Sakya Ngũ Tổ. Nhưng mà tất cả các ngài, dòng Ninh Mã và dòng Gelung thì bắt nguồn từ tổ Atisha và các vị học giả của Nalanda. Và sau đó, mới đầu ngài Atisha đến Tây Tạng thì thành lập trường phái Kadampa. Và sau này, khi tổ Tsongkhapa ra đời và Kadampa sẽ đã chuyển thành Gelungpa. Kadampa là tiền của Gelung. Tất cả các dòng truyền thừa đều rõ ràng bắt nguồn từ vị nào và truyền đến đời ta là đời thứ bao nhiêu. Khi mà làm các buổi lễ quán đỉnh hay học pháp thì tất cả các vị Lạt Ma đều nói rõ cái dòng truyền của mình. Các vị tổ trong dòng truyền còn ghi rõ tên của các ngài trong các nghi quỹ để cầu khẩn lên dòng truyền thừa. Chứ không như ở đây ghi rõ là lại chìm đi không để ai biết. Thì nó chỉ là những cái nơi mà nó không, cái vùng đất đó không đủ nhân duyên để dung chứa mật tông. Như là Trung Quốc, Nhật Bản thì như Hải nói đó, miền Đông Nhật Bản thì nổi tiếng là cái ngài Không Hải đây này, rất là nổi tiếng là Không Hải đại sư. Nhưng mà cái dòng truyền đó thì Hải không theo, Hải chỉ biết vậy thôi, biết là mật tông Đông Nhật thì nó như thế, chứ Hải không theo mật tông, không theo trường phái Đông Nhật. Bởi vì Đông Nhật nó là một cái sự khuyết phạm của Tây Mật, Đông Mật đó là khuyết phạm của Tây Mật. Như Hải đã kể rồi đó, như Hải đã nói ở cái video trước. Và đây này,
đúng rồi, cái chuyện dòng truyền thừa của mật tông là đến từ Đại Nhật Như Lai, rồi đến Kim Cương Tát Đoà, xong đến ngày Long Thọ là đúng rồi. Cái này là dòng truyền thừa của mật tông Ấn Độ. Rồi bắt đầu ngày Long Thọ là truyền cho ngày Long Chí, ngày Long Chí, Kim Cang Chí, từ từ ngày Long Chí đến ngày Kim Cang Chí là truyền ở Trung Quốc. Và cái dòng truyền của và cái mật tông Đông Nhật ấy, nó được truyền vào bởi ngài Không Hải. Thì ngài Không Hải đại sư là người Nhật và ngài sang Trung Quốc để ngài học cái mật tông này và ngài đem về Nhật Bản. Và nó thịnh hành ở cái miền Đông nước Nhật. Cho nên là đôi khi mật thừa nó chỉ tồn tại ở những cái nơi mà chư Phật đã hứa khả bảo vệ nó, ví dụ như các quốc gia trên dãy Himalaya, Tây Tạng là hứa khả là mật tông sẽ tồn tại ở đó một cách công khai và có dòng truyền thừa rõ ràng thôi. Và ở đây cũng viết này, Việt Nam có các vị từ đạo hạnh Nguyễn Minh Không không? Thì Hải đã nhắc đến hai cái vị này rất là nhiều lần trong nhiều cái clip của Hải. Thì ở đây ngài viết cái vị Mật Nghiêm này viết là cũng rất là đúng lịch sử. Tuy nhiên cái sự nhận xét về cái việc rằng là mật tông không có truyền thừa tuần tự từ tổ này đến tổ khác là không đúng. Mật tông buộc phải có dòng truyền thừa. Và không những có dòng truyền thừa mà tất cả các nghi quỹ, cái nghi quỹ mà khi mà các ngài ban quán đỉnh sau đó đưa nghi quỹ cho chúng ta, ban truyền nghi quỹ cho chúng ta để chúng ta hành trì đó, theo đúng ba cái bước Wang, Lung và Tri đó, thì cái nghi quỹ đấy cũng được thực hành không gián đoạn. Ví dụ như ngài Gachen Rinpoche, ngài ban cái quán đỉnh Phổ Ba Kim Cương, và cái nghi quỹ của Phổ Ba Kim Cương này cũng nói rằng là thậm chí cho đến ngày hôm nay cái nghi quỹ này vẫn được hành trì không gián đoạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thế, khi ngài giảng của Trung Quán Tông, ngài cũng nói cái Trung Quán Tông này truyền từ Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ truyền cho anh em nhà Vô Trước Thế Thân, truyền đến các vị học giả Nalanda, các vị học giả Nalanda truyền vào Tây Tạng và thầy hình thành phái Kadampa tiền của Kê Lung, và sau đó bây giờ thầy dạy cho các con qua bao nhiêu đời, những giáo lý này vẫn được thực hành, giáo lý này vẫn được truyền dạy qua các đời và không gián đoạn. Kể cả các vị tổ, kể cả các nghi quỹ, kể cả tất cả mọi thứ phải không gián đoạn thì nó mới gọi là một dòng pháp không gián đoạn và một dòng truyền thừa không gián đoạn. Khi cái năng lực không gián đoạn đấy rót vào người chúng ta thông qua các lễ quán đỉnh và các lễ truyền lung thì chúng ta tu tập nó mới có giá trị của mật tông. Chứ quý vị không thể tự mà lấy sách, mua sách ở đâu về mà học được, mà đọc được kể cả cùng một cái bản văn đó. Nhưng khi được các ngài khẩu truyền nó vẫn khác, chúng ta không mắc tội trộm pháp. Và cái năng lực của cái việc không gián đoạn đấy đã được rót vào người chúng ta thông qua các buổi lễ quán đỉnh. Cho nên cái buổi lễ quán đỉnh là tiên quyết của cái việc thực hành mật giáo. Bây giờ Hải xin phép tiếp tục. Câu 52. Hỏi mật tông thịnh hành nhất ở đâu? Đáp như trên đã nói, mật tông không phổ biến nên ở nước nào cũng có. Nhưng đem hành xử một cách rộng rãi thì rất khó thấy được, nhất là ở trong các nước mà Phật giáo chiếm đa số dân chúng. Tuy nhiên có thể nói đến một nước tiêu biểu nhất, có nhiều người tu mật tông nhất, đó là Tây Tạng, trước năm 1950 và bây giờ là ở Nhật. Tức là ở đây là ngài đã, ở đây là ngài Mật Nghiêm đã nói là trước năm 1950 là cái thời điểm mà Tây Tạng chưa bị Trung Cộng xâm lược. Chùa chiền chưa bị phá, tăng ni chưa bị ép hoàn tục. Cộng sản Trung Quốc ép Đức Đạt Lai Lạt Ma ký cái 17 điểm nghị quyết, nhưng thực chất sau này đã lòi cái bộ mặt đạo đức giả của mình ra là một thôn tính Tây Tạng. Tuy nhiên ở Tây Tạng bây giờ, và cái thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala và chính phủ Tây Tạng lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đó và các pháp vương khắp nơi trên thế giới thì vẫn thực hành mật pháp, người Tây Tạng vẫn thực hành mật pháp vô cùng là đều đặn và không gián đoạn. Cái vùng đất đó là cái vùng đất của mật giáo. Không có một cái học thuyết nào có thể trèo lên đó được. Không có cái học thuyết nào có thể ở trên nóc nhà của thế giới được, trừ giáo lý tối thượng của Kim Cương Thừa, giáo lý chính thống mới có thể tồn tại ở trên đó. Với cái sự hứa khả và bảo vệ của ba vị đại Bồ Tát, hoặc là Quán Thế Âm, Văn Thù và Kim Cương Thủ. Hải xin bắt đầu tiếp tục câu hỏi số 53. Hỏi: Đức Đại Nhật Như Lai thành Phật bao giờ? Tại sao gọi là tổ pháp? Đáp: Đức Đại Nhật Như Lai thành Phật trên cõi trời vô sắc, thuyết pháp độ sinh ở đó. Ngài là một hóa thân của Đức Tỳ Lô Giá Na, ngài là pháp thân. Vì ngài thuyết kinh Đại Nhật, ngài dạy về pháp mật nên tôn ngài là tổ pháp của mật tông. Câu 54 hỏi: Mật tông có kinh riêng à? Đáp: Kinh chỉ là phương tiện hướng dẫn tu hành. Nhưng kinh thuyết riêng về mật pháp cho người tu mật tông hành trì gồm có kinh Đại Nhật, kinh Kim Cương Đỉnh, kinh Tô Tất Địa, kinh Mật Nghiêm, v.v.
Kinh Đại Nhật tức là Kinh Tỳ Lô Giá Na thành Phật, và tạng cũng có bộ mật tạng. Nhưng đại để những kinh sách này hầu như chưa được dịch sang tiếng Việt, nếu chăng chỉ là những phần trích dịch mà thôi, phần đông còn là chữ Hán. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ cho người tu mật thời nay, nhưng đây không phải là một trở ngại. Hãy xin bổ sung hai cái câu hỏi này. Thứ nhất, Đức Phật Đại Nhật Như Lai, Đức Phật Kim Cương Tổng Trì và Đức Phật Phổ Hiền là ba vị Phật thuộc về Pháp Thân. Các ngài thành đạo từ thuở xa xưa, từ thuở khai mới cái thành lập vũ trụ và ở trung tâm của vũ trụ này, và các ngài đại diện cho Pháp Thân. Khi chúng ta bước vào con đường của Đại Thừa và Kim Cương Thừa thì chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của Tam Thân, cái định nghĩa của Tam Thân, Pháp Thân, Ứng Hóa Thân, Báo Thân. Cái định nghĩa này Phật giáo Nguyên Thủy không có. Cho nên họ quan niệm một điều rằng Đức Phật, trong các kinh tạng Nguyên Thủy ghi rõ ràng một điều rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật trong một đời này và Ngài đã dừng không vào luân hồi nữa. Điều này là hoàn toàn chính xác. Nhưng khi chúng ta đã bước lên Đại Thừa, chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca là một trong những dạng ứng hóa hiện thân, và Ngài tiếp tục tái sinh liên tục để độ hóa chúng sinh theo cái hạnh nguyện của chư Phật. Chứ Ngài không chỉ dừng lại. Các cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng Ngài đã dừng lại và không tái sinh nữa là hoàn toàn chính xác. Nhưng nó chính xác dựa theo cái căn cứ và cái thế giới quan của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta, Phật giáo Nguyên Thủy mục đích là để cho chúng ta phát sinh cái tâm yểm ly, chán ghét luân hồi. Và việc chấm dứt luân hồi, không tái sinh nữa là mục đích của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn mục đích của Đại Thừa và Kim Cương Thừa là không phải chỉ có dành thành Phật cho riêng chúng ta, mà còn thành Phật cho toàn thể chúng sinh nữa. Cho nên là cái định nghĩa Tam Thân bắt đầu mới xuất hiện. Thứ nhất là Pháp Thân. Pháp Thân chính là sự ngưng tụ Phật Pháp, chính là cái trí tuệ Phật Pháp, cái bản chất giác ngộ. Cái bản chất giác ngộ ở khắp nơi, cho nên mới có Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai làm đại diện. Tỳ Lô Giá Na Như Lai làm đại diện, tức Tỳ Lô Giá Na dịch ra có nghĩa là Đại Nhật. Đại Nhật tức là mặt trời lớn. Mặt trời lớn ở đây chúng ta hiểu một cái nghĩa thông thường và nôm na rằng là mặt trời của chúng ta là mặt trời bình thường, mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ này chỉ phát sáng được ban ngày chứ không phát sáng được ban đêm. Nhưng Đại Nhật thì có thể phát sáng được cả ban ngày lẫn ban đêm. Tức là ý nói rằng cái Pháp Thân của Phật thì bao trùm là phủ khắp. Cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật thì hiển hiện ở khắp mọi nơi. Cho nên từ cái thân Tỳ Lô Giá Na mới sinh ra tiếp hai vị Phật Pháp Thân nữa. Đó là Phổ Hiền Như Lai và Kim Cương Tổng Trì Như Lai. Phổ Hiền Như Lai là có cái thân màu xanh và ôm vị Phật, phối ngẫu với vị Phật mẫu. Mà thân Ngài màu xanh và thân Phật mẫu màu trắng đang trong dạng phối hợp và khỏa thân. Cái này quý vị search trên thang cao quý vị sẽ nhìn thấy. Đại diện cho trí tuệ và từ bi, đại diện cho sự kết hợp giữa lý và sự, đại diện cho thể tính của cả vũ trụ này, đại diện cho cái hạnh nguyện của chư Phật bao la trùm khắp. Đó là cái giác tính. Cái giác tính là bao quát trùm khắp. Và tiếp tục sinh ra tiếp là Đức Kim Cương Tổng Trì. Đó là cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật, cái trí tuệ của Mật Thừa, cái trí tuệ có thể đập tan vô minh, cái trí tuệ có thể xuyên thủng vô minh bằng hình ảnh của Đức Phật Kim Cương Tổng Trì. Cho nên ba cái vị Phật, Đức Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật Phổ Hiền và Đức Phật Kim Cương Tổng Trì, Đức Phật Phổ Hiền khác, Phổ Hiền Bồ Tát, ba cái vị Phật này là đại diện cho Pháp Thân của Phật nằm ở trung tâm của vũ trụ. Đấy là đại diện cho Pháp Thân. Còn cái Ứng Hóa Thân là đại diện của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã hóa thân ra ở cái cõi này là một người, là một vị Phật lịch sử, là một con người lịch sử bằng xương, bằng thịt, có bố như thế, có mẹ như thế, và đã lớn lên trong cái môi trường của Bà La Môn giáo như thế. Ngài cũng lấy vợ, Ngài cũng sinh con, Ngài cũng điều hành đất nước, và Ngài xuất gia như thế nào, Ngài thành lập tăng đoàn ra sao, tất cả mọi thứ có lịch sử. Và Ngài hóa hiện ra là một con người bằng xương, bằng thịt để độ hóa chúng sinh. Đấy là vị thật của Phật của Ứng Hóa Thân. Từ cái định nghĩa Ứng Hóa Thân này, sau này sẽ sinh ra rất nhiều những vị Phật khác, ví dụ như Đức Liên Hoa Sinh hay Bồ Tát Long Thọ, cũng vì cái hạnh nguyện của chư Phật. Nhưng cái thể tính của tất cả các ngài đều là ba cái vị Phật Pháp Thân kia. Cái hình tướng thứ ba nữa đó là Báo Thân. Báo Thân đó chính là cái ngưng tụ phúc đức của những vị Phật đã tu qua nhiều đời, nhiều kiếp. Một vị trời, hãy lấy điển hình ví dụ là một vị trời, ngài, các ngài tu hành có một đời thôi, nhưng cái quả báo các ngài nhận được là các ngài sống hàng trăm triệu tỷ năm, sống rất lâu và ngự ở trên những cái cõi trời cao tột, có thần thông, có đại uy đức, ngự ở trong những cái tòa lâu đài cung điện
bằng thất bảo xây vây quanh cuộc sống hưởng vô vàn những hỷ lạc. Đó là tu có một kiếp thôi. Vậy mà chư Phật đã tu A Tăng kỳ kiếp và làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh và không biết bao nhiêu chúng sinh có thể đếm, không thể đếm xuể. Vậy thì cái quả báo của các ngài là gì? Cái quả báo của các ngài là đại diện là Đức Phật A Di Đà. Như Đức Phật Thích Ca là đại diện cho Ứng Hóa Thân thì Đức Phật A Di Đà là đại diện cho báo thân. Là ngài sẽ sinh ra trong cõi tịnh độ, có vô lượng thọ, vô lượng quang, sống bất tử, không bao giờ chết cả, không bao giờ vào phải nhập niết bàn cả. Và các ngài sống ở trong một cái cõi thế giới riêng của các ngài. Nó có đất làm bằng vàng, rồi cây bảy báu, rồi tòa đạo, điện lầu các, không có bất kỳ một cái nỗi khổ nào trong cái cõi các ngài, không có đường tam ác đạo. Cái này đọc trong kinh A Di Đà là quý vị đều biết. Và không phải chỉ có mình Đức Phật A Di Đà có cõi tịnh độ, mà tất cả các vị Phật hễ đạt đến chính đẳng chính giác, cái phước báo của các ngài đủ để hình thành một cõi tịnh độ riêng. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm ngài có cõi tịnh độ Potala, Đức Phật Dược Sư có cõi tịnh độ của Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Súc Bệ có cõi của A Súc Bệ, Đức Phật Bất Không Thành Tựu, Đức Phật Bảo Sinh, tất cả các vị Phật đều sẽ có cõi tịnh độ của mình. Và khi lên cái mật điển thì nó lại còn thêm một cái thân nữa, đó là cái tự tính thân. Cái tự tính thân đó chính là cái bản tính giác ngộ trong mỗi con người của chúng ta. Tự tính nó đã như thế. Cái này nó rất là sâu xa, quý vị phải tự tìm hiểu. Hoặc là sau này mình đọc một cái bản văn nào đấy mà có giải thích về những cái này thì mình nói sâu được. Còn bây giờ chỉ là nói sơ qua như vậy thôi. Tức là cái định nghĩa tam thân, nó là cái nòng cốt cho việc hành. Nó là cái việc nòng cốt trong toàn bộ cái giáo lý của Đại Thừa và Kim Cương Thừa, xoay quanh cái việc đó. Ví dụ như là Chư Tăng, Chư Lạt Ma, các ngài vì cái hạnh nguyện Bồ Tát cho nên mới tái sinh ra, tái sinh liên tục để độ hóa chúng sinh. Và các ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không phải là Đức Đà Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm, không phải là Quán Thế Âm hóa thành Đức Đà Lai Lạt Ma đâu, mà là bởi vì ngài từ bi đến mức như là thể là Đức Quán Thế Âm, và ngài với Đức Quán Thế Âm là đồng một thể không nhất. Ví dụ như khi chúng ta để một cái bát nước ở dưới cái ánh trăng, chúng ta nhìn vào bát nước đấy, chúng ta thấy có ánh trăng ở trong đó. Đấy là cái hiển hiện của ánh trăng đó, chứ không phải là mặt trăng. Thì Đức Đà Lai Lạt Ma cũng thế. Ngài cũng tôn quý như thể là Đức Quán Thế Âm, nhưng chứ không phải là Quán Thế Âm là hóa thành Đức Đà Lai Lạt Ma đâu. Kể cả quý vị cũng thế, nếu như quý vị thực hành được từ bi như Đức Quán Thế Âm thì quý vị cũng sẽ trở thành một cái hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Cái hạnh nguyện của quý vị cũng ngang hàng như thế. Thì đấy là Hải nói. Đầu tiên cái pháp thân là sự ngưng tụ của Phật Pháp được đại diện bởi ba vị Phật. Đó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật Phổ Hiền và Đức Phật Kim Cương Tổng Trì. Ứng hóa thân đại diện như là Đức Phật Thích Ca, Ngài Liên Hoa Sinh, Bồ Tát Long Thọ. Và báo thân là đại diện những Phật cảnh giới báo thân, ví dụ như Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng ba cái dạng này của chư Phật. Chứ chúng ta không thể nói chúng ta không thể hiểu lờ mờ được. Và ba cái dạng ba tam thân này của Phật thì trường phái Theravada nguyên thủy không có, nó không có cái định nghĩa này. Trong này ngài nói là kinh của mật tông có ba kinh tổ kinh, đó là kinh Đại Nhật, kinh Kim Cương Đỉnh, kinh Tô Tất Địa. Thì điều này là hoàn toàn chính xác, bởi vì Hải có ba cái tổ kinh ở trong nhà và đã được Việt dịch bởi cư sĩ Lỗi Lạc Huyền Thanh, người đã dành cả đời để dịch những hệ thống mật tạng sang tiếng Việt và phục hồi phạn chú. Trong trái tim của mình, Hải vô cùng tôn thờ cư sĩ Huyền Thanh. Hải coi ngài như là một vị Bồ Tát hóa thân vậy. Và thực tế cuộc đời ngài đã chứng minh điều đó. Ngài không có chùa to Phật lớn, ngài dành cả đời của mình để dịch kinh. Và sau khi dịch xong thì ngài đã rời bỏ cái thân xác này một cách nhanh chóng. Đó là hiện thân của một vị Bồ Tát rõ ràng. Khi ngài đã làm xong cái nhiệm vụ của mình ở cõi đời, ngài sống một cuộc sống bình thường, không danh lợi, không vật chất gì hết. Chưa bao giờ bất kỳ một ai mà khi Hải nhắc đến, Hải là có một cái tấm lòng kính trọng, nể phục như là đối với cả cư sĩ Huyền Thanh. Trong này ngài nói là chưa dịch là đúng, bởi vì những cái quyển kinh kia là ngài Huyền Thanh mới dịch xong. Quyển này là phát hành năm 92 đúng không? Năm 92 thì chắc chắn những quyển như kinh như là kinh Đại Nhật, kinh Kim Cương Đỉnh, kinh Tô Tất Địa thì đúng là chưa dịch ra Việt dịch thật. Và đã hết chương số 1. Và kết chương số 1 thì ngài Mật Nghiêm này lại tặng chúng ta một bài thơ
Hãy xin phép đọc bài thơ này. Nó có tựa đề là Hành giả mật tông. Du già hành cước khắp nơi, không nơi ngừng nghỉ, chẳng rời chân tâm, đi vào cuộc sống âm thầm, quên mình vì đạo, chẳng nhầm lợi danh, hàng ngày trong việc độ sanh, sống vì trần thế đấu tranh chẳng ngừng, đi hoài chẳng có chỗ dừng, nơi nào cần tới vui mừng đến ngay, thời gian chẳng kể đêm ngày, cứ đi đi mãi như say tình đời, làm tròn mật hạnh sáng ngời, ra vào cuộc thế như chơi ván cờ. Bài thơ được sáng tác ngày 26 tháng 10 năm 1986, Mật Nghiêm. Lúc đó Hải vẫn chưa ra đời. Cảm ơn Ngài Mật Nghiêm. Ngài đã để lại một chức tác thật tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ sang chương số 2. Có tiêu đề là Người tu mật phải làm gì? Và lại bắt đầu bởi ba câu thơ: Người tu cần bạn hiền, bạn hiền là thiện tri thức, có duyên thì gặp. Và bây giờ chúng ta xin bắt đầu vào cái câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 trong chương số 2. Cả tiêu đề của cái chương này là Người tu mật tông phải làm gì? Câu số 1: Người tu mật tông phải làm gì? Hỏi. Đáp: Người tu mật tông phải vừa tu vừa cứu độ. Thế có nghĩa là hàng ngày trong mọi lúc ở mọi nơi đều phải nghĩ đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh. Hãy đồng ý việc này. Câu hỏi số 2: Thế nào là trong mọi lúc? Đáp: Trong mọi lúc là khi ngủ cũng như khi thức, khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, khi ăn cũng như khi uống, vân vân, tóm lại là bất cứ lúc nào. Câu hỏi số 3: Thế nào là ở mọi nơi? Đáp: Ở mọi nơi có nghĩa là ở nhà cũng như khi ra đường, lúc ngồi trên xe cũng như khi đi bộ, lúc ở đường phố cũng như khi vào nhà quen, lúc đến công sở cũng như khi vào nhà thương, vân vân, tóm lại là trong mọi cuộc tiếp xúc hàng ngày. Câu hỏi thứ 4: Làm lợi lạc là thế nào? Đáp: Làm lợi lạc có nghĩa là đem lại sự lợi ích và niềm an vui cho kẻ khác. Sự lợi ích và niềm an vui về tâm linh và tinh thần. Đây là một điều mà chỉ có những người tu mật tông là có thể làm được. Câu số 5: Hỏi làm lợi lạc cách nào và bằng cách cái gì? Đáp: Làm lợi lạc bằng cách chú nguyện, dùng chân ngôn chú pháp. Đây là một hình thức bố thí có thể được xếp vào loại pháp thí. Kinh Phật dạy pháp thí cao hơn tài thí, có nghĩa là cao hơn cho người ta tiền bạc. Mà sự bố thí này lại là ba la mật, nghĩa là tuyệt đỉnh, ở chỗ mình đem cho mà chẳng cần người được cho biết đến và cũng không cần họ đền ơn. Điều này là hoàn toàn chính xác. Điều này là hoàn toàn chính xác. Pháp thí cao hơn tất cả mọi loại bố thí. Câu hỏi số 6: Chúng sinh là ai? Đáp: Chúng sinh ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng là mọi loại hữu hình cũng như vô hình ở trong thế gian cũng như ngoài thế gian, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh và cứu độ. Câu hỏi số 7: Như vậy thì việc chính của người tu mật tông là làm gì? Đáp: Là cứu độ. Lẽ dĩ nhiên người tu mật tông cũng phải lo cuộc sống hàng ngày như những người khác, nhưng khác người thường ở chỗ vừa làm việc vừa tu, mà tu còn là cứu độ. Sách có nói những người tu mật tông là những người bình thường đi giữa cuộc đời, mang lý tưởng Bồ Tát, trên tiếp thông với các bậc giác ngộ, dưới cứu giúp chúng sinh. Câu hỏi số 8: Cứu độ thế nào? Đáp: Cũng giống như người thường, trong những hoàn cảnh mà mình có khả năng giúp đỡ người khác, thì người tu mật tông không có từ nan mà thật tình giúp đỡ một cách vô vị lợi. Có thể giúp bằng tài vật, bằng sức lực, trị bệnh, vân vân. Nhưng khác người thường ở chỗ, kèm theo sự giúp đỡ đó, người tu mật tông dùng phương tiện mình có, đó là nguyện lực và chân ngôn. Cộng thêm vào nữa, đây là sự giúp đỡ siêu hình, có ảnh hưởng tâm linh không hề nhỏ. Thường thì nói cứu độ, đây là về mặt siêu hình nhiều hơn, hay nói khác đi là dùng pháp thí, chứ không phải là tài thí. Câu hỏi số 9: Xin nói rõ hơn và cho thí dụ. Đáp: A. Thí dụ, khi cho tiền một người ăn xin, ngoài việc cho tiền, người tu mật tông còn phải chú nguyện.
để đồng tiền của mình và của những người khác bố thí giúp cho người hành khất đó no đủ hết bệnh tật, để cho người hành khất đó giải được nghiệp đi sinh, để cho những người cùng khổ như người hành khất này ở khắp mọi nơi đều được giải nghiệp, vân vân. B. Thí dụ đi thăm người bệnh thì ngoài việc biếu quà hỏi thăm an ủi người bệnh, người tu mật tông còn phải dùng phương tiện của mình để chú nguyện cho người bệnh được mau lành, bình an, giải bệnh căn, bệnh nghiệp cho người bệnh, xin tăng thêm phúc thọ cho người bệnh, xin cho những người bệnh khác đều được qua khỏi. C. Thí dụ đi ăn đám giỗ, ngoài những lễ nghi quả cáp thông thường, người tu mật tông phải chú nguyện cho vong hồn người quá cố và những vong khác được siêu thoát. Các người sống đều được khỏe mạnh và bình an, vân vân. Tóm lại, trong mọi tiếp xúc, mọi nơi đều phải làm lợi cho người khác bằng phương tiện mình có. Lời nguyện thì tùy tâm mỗi người, miễn sao nhằm đúng mục đích làm lợi cho người ta. Đôi khi ở một phần nào đó thì những câu hỏi và câu trả lời này là vô cùng chính xác và không có gì cần phải thêm bớt hay là ý kiến gì nữa. Tuy nhiên có một số những cái việc mà chúng ta cần phải tự lượng sức mình. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tuyên Hóa trong giải thích chú Đại Bi và giải thích chú Lăng Nghiêm này cũng có nói, khi mà một số người họ bị những cái bệnh thuộc về nghiệp, nếu như chúng ta dùng thần chú để mà giúp họ làm tiêu tai những cái bệnh đấy thì chính chúng ta phải chịu cái gì mà họ đã gây ra. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nhiều lần làm cho trời đang hạn hán mà có mưa, và quả báo là Ngài khi mà Ngài đi thuyền trên sông đã suýt bị một con thủy quái lật thuyền của Ngài. Hoặc là khi mà Ngài chữa bệnh cho bất kỳ một người nào đó thì Ngài bị một cái tai họa nào đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết cái điểm dừng. Các vị tổ, các vị Phật ngày xưa, các Ngài, cái phước đức của các Ngài rất là nhiều. Các Ngài có thể tùy ý làm những cái điều đó để cứu độ chúng sinh. Nhưng bản thân chúng ta, khi chúng ta cứu độ chúng sinh, chúng ta cũng phải lượng cái sức của mình. Chúng ta chưa đủ sức để có thể cứu độ chúng sinh được đâu. Chẳng hạn như là trong một số trường hợp, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày khuyên một số những vị nắm giữ dòng truyền là các ngài không nên đi thuyết pháp ở cái vùng đó nữa, hoặc là không nên đi thuyết pháp vào một số những cái thời điểm. Tại sao lại như thế? Đáng nhẽ ra đi thuyết pháp và đi cứu độ chúng sinh là điều khuyến khích, tại sao lại ngăn cản như thế? Nhưng mà bởi vì cái vùng đấy các ngài là những cái bậc thánh tăng, các ngài quán xét nhân duyên, các ngài biết những cái chúng sinh ở cái vùng đấy, cái ác nghiệp của nó rất là khủng khiếp. Nếu như đến đấy mà độ hóa chúng nó, đến đấy mà làm cái gì cho chúng nó, thì lập tức các ngài sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như thọ mạng bị giảm xuống, cái dòng truyền của các ngài không thể tiến xa được, hoặc nó bị lụi bại, hoặc nó bị kéo giảm cái thời gian. Cũng giống như ngày xưa, chỉ vì cho ni chúng xuất gia mà cái thời chính pháp của Phật giảm xuống 300 năm. Cho nên là đọc trong này là như vậy thôi, chứ không phải cứ có thần chú là đem đi giải đi khắp nơi. Các quý vị làm ơn hãy cứu mình trước, còn nếu không quý vị gánh nghiệp hộ những cái người đó đó. Còn nếu không quý vị hãy khuyên người, quý vị chỉ nên cầu nguyện thôi, chứ quý vị đừng có dùng chú để chữa bệnh nhá. Quý vị cầu nguyện là xin chư Phật gia hộ cho họ thoát khổ thôi, chỉ xin như vậy thôi. Và quý vị cũng đừng tin những cái kẻ nào nói rằng là ồ tôi có khả năng chú nguyện dùng thần chú để cứu người này cứu người kia, không bao giờ. Chỉ có các Rinpoche mới có các khả năng làm điều đấy. Mà dĩ nhiên các ngài không bao giờ khoe với quý vị, những người làm được sẽ không bao giờ khoe, và âm thầm bí mật. Quý vị có thỉnh cầu chưa chắc các ngài đã dùng thần chú để làm cái gì cho quý vị. Kinh nghiệm hành tu nhiều năm trong cái dòng cổ mật là như thế, không bao giờ làm cái gì cho quý vị đâu. Cho nên là nghiệp ai người đấy vẫn phải gánh và vẫn phải tự lực mà tu. Trừ khi quý vị phối ngẫu với một vị Ngapa thì để cho cái nghiệp của quý vị được chia đôi ra, và cái vị Ngapa có trách nhiệm với quý vị tiêu tan các ác nghiệp. Còn quý vị tự tu, hoặc cái người chồng người vợ của quý vị chỉ là một người bình thường, thì quý vị phải chấp nhận cái sự bình thường đấy. Quý vị nhớ nhá, còn đừng có đem thần chú Đại Bi ra hay thần chú Chuẩn Đề ra mà cứu người mà chữa bệnh là không được đâu. Câu hỏi tiếp tục, câu hỏi số 10. Hỏi tại sao Mật Tông lại chủ trương cứu độ là chính? Đáp, chẳng riêng gì Mật Tông mà các tông phái khác trong Đạo Phật cũng đều thực hiện việc cứu độ, nhưng dưới nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau, riêng Mật Tông đặt nặng vấn đề này hơn. Câu hỏi số 11. Vì sao đặt nặng vấn đề này hơn? Đáp, vì người tu Mật Tông là người mang lý tưởng Bồ Tát trong chủ trương thượng cầu hạ hóa. Người tu Mật quan niệm rằng đó là thực tu. Câu hỏi 12. Vì sao nói là thực tu? Đáp,
vì đó là làm tròn cái sự để bù hai mặt tự lợi và lợi tha. 13 hỏi, tự lợi ở chỗ nào? Đáp, tự lợi ở chỗ hằng thường mở rộng tâm mình, hằng thường ở trong thiện niệm, hằng thường làm các nghiệp lành. Câu hỏi số 14, xin nói rõ hơn về việc thực tu. Đáp, tu thì phải hành, không hành thì chẳng chứng được cái lý. Có vậy thì lý sự mới viên dung. Các tổ đã dạy 4 bước tu hành là tín, giải, hành, chứng. Nghĩa là tin thì phải hiểu, hiểu thì phải làm thì mới thấy kết quả. Câu hỏi số 15, xin giải nghĩa hai chữ cứu độ. Đáp, cứu là giúp đỡ, đem ra khỏi chỗ nguy hiểm, tai nạn. Độ là dìu dắt, nghĩa là chở bằng đò qua sông. Vậy cứu độ là giúp đỡ, dìu dắt người qua biển khổ, từ bên này bờ mê sang bên kia bờ giác. Hỏi xin cho biết tinh thần cứu độ của người tu mật. Đáp, người tu mật muốn làm tròn hạnh cứu độ phải thực hiện hai điểm sau. Thứ nhất, cứu độ không phân biệt. Thứ hai, cứu độ mà không độ. Hỏi thế nào là cứu độ không phân biệt? 17. Đáp, nghĩa là không khởi tâm phân biệt thiện ác, giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, vân vân. Hỏi câu 18. Hỏi thế nào là cứu độ mà không độ? Đáp, nghĩa là không thấy mình độ người mà không thấy có người được độ, nghĩa là không vì danh, không vì lợi, không mong cầu đền đáp. Câu hỏi số 19 hỏi sâu xa hơn, vấn đề cứu độ còn ý nghĩa gì? Đáp, sâu xa hơn, ta phải hiểu hành động cứu độ là giải thoát cho mình và cho người. Câu hỏi số 20, chủ trương cứu độ là hay, nhưng làm sao để làm được dễ dàng? Đáp, vạn sự khởi đầu nan, bạn cứ thực hành đi sẽ thấy không khó. Nếu mình có quyết tâm và sự tự tin thì sẽ vượt qua chướng ngại. 21 hỏi, người tu mật có hành lục độ không? Đáp, cứu độ là con đường làm tròn quả vị, có cả 6 độ nằm trong đó. Hải xin có ý kiến thêm về cái câu hỏi này. Khi quý vị, như Ngài Tuku Thon Dup Ngài đã nói, khi quý vị ngồi xuống để thực hành nghi quỹ là lập tức quý vị đã làm tròn lục độ ba la mật. Thế cho nên cái việc hàng ngày một vị hành giả kim cương thừa mà thực hành được nghi quỹ là điều vô cùng là vĩ đại. Chưa cần biết là cái vị đó đã chứng đạo hay không, chưa cần biết là năng lực được bao nhiêu, nhưng đủ thời gian, đủ kiên trì và đủ cái sự hy sinh để ngồi xuống thực hành giáo pháp thì đấy đã là một điều vô cùng là tuyệt vời và chân quý rồi. Câu hỏi số 22, cứu độ là bố thí, sao lại nói có cả 6 độ nằm trong đó? Đáp, đúng vậy, nếu bạn làm hằng thường thì thấy lục độ trong đó cả. Vì sao? Vì khi bố thí thì bạn đã đem trì giới không sân và không tham. Nếu bạn làm hằng thường thì đó là hạnh tinh tấn mà không cầu lợi, không mong đền đáp. Đó là hạnh nhẫn nhục mà cả cho mà trong tâm luôn luôn bình đẳng, không phân biệt, thân thù, trụ nơi chánh niệm. Đó tức là thiền định. Cho mà niệm niệm giải thoát, đó là trí tuệ. Đây là con đường đi đến thành Phật đó bạn. Câu 23 hỏi, cứu độ là ngoại công phu, còn nội công phu người tu mật làm gì? Đáp, mật tông không phân nội ngoại, mà tức nội, tức ngoại, có thể tạm gọi là nội công phu, tức là những lúc hành trì ở đạo tràng hay khi nhập thất. Đây là đi vào phần kỹ thuật của nghi thức chuyên biệt, sẽ được trình bày trong phần 3, nhưng thật ra trong những giờ phút đó cũng có ngoại đấy. Không hiểu. Câu hỏi số 24, ngoài cứu độ, người tu mật còn chủ trương gì? Đáp, chủ trương nhập cuộc, chủ trương vào đời để đem lại an lạc cho mọi người, mọi vật, vân vân. Câu hỏi số 25, hỏi vì sao lại vào đời mà lại không đi tìm chỗ thanh vắng hay tu viện mà tu hành? Đáp, vì mật tông chủ trương đạo và đời là một, đạo chính là đời, xa đời không có đạo. Đây là lần đầu tiên Hải thấy là mật tông có cái chủ trương này. Chứ thực ra thì đôi khi thì ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng đúng. Bởi vì cái chi kiến của mật tông tối thượng đấy chính là chúng ta nhìn tất cả mọi thứ đều là cảnh giới của tịnh độ. Và nhìn tất cả mọi chúng sinh đều như những vị bản tôn. Mọi âm thanh đều là thần chú.
Thì đôi khi ở khía cạnh đó thì cái câu trả lời này, cái câu hỏi đáp số 25 này cũng đúng. Đạo và đời là một, đạo chính là đời, ra đời không có đạo. Tuy nhiên cái này nó không miêu tả hết cái ý mà Hải vừa nói. Câu 26 hỏi: nếu vậy thì hành giả mật tông vào đời như thế nào? Đáp: vào đời bằng cách dấn thân, quên mình để cứu độ bằng phương tiện thực tiễn, cả vật chất lẫn tinh thần, nhằm mục đích tối thượng là cùng nhau giải thoát, nhưng phải luôn luôn thức tỉnh, tức là sáng suốt, xả kỷ, tức là bỏ cái ta, cái ngã, không chấp, tức là linh hoạt, tùy duyên, giữ con đường trung đạo. Hải thấy đây nó là một cái dạng Bồ Tát đạo thôi, chứ không phải là chủ trương của mật tông lắm đâu. Vì đôi khi có những vị hành giả vĩ đại, các ngài nhập thất cả đời, các ngài không có, các ngài xa lánh thế gian mà, chứ đâu phải cứ mật tông là cứ lao ra đường hay là lao vào cái đời sống hàng ngày đâu. Ví dụ như là ở Tây Tạng có hai vị thành tựu giả nổi tiếng, nam thì có ngài Milarepa và nữ thì có ngài Matchik Laprong. Các ngài là không bao giờ gặp ai. Khi mà dân chúng Tây Tạng biết được cái sự giác ngộ của các ngài, đến gặp các ngài, cúng dường các ngài nhiều vàng, các ngài trả lại vàng và các ngài đi chỗ khác. Các ngài lại tìm một cái chỗ hoang vu hơn các ngài ở để không bao giờ gặp ai cả. Và về sau này các ngài nhận đệ tử và trao truyền sự giác ngộ các ngài cho các đệ tử và tín chúng, dạy phổ độ chúng sinh vậy thôi. Chứ còn đây lại lao ra ngoài đường theo cái cách như này, dấn thân theo cái kiểu này, thì Hải thấy mật tông thì mình nên ẩn tu nhiều và mình có giáo hóa hay nói cái gì thì đúng thời đúng lúc vậy thôi. Chứ còn Hải thấy cái này là hơi bị quá, lao ra đường quá không để giải quyết vấn đề gì. Câu hỏi số 27: quan niệm của người tu mật về tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Đáp: người tu mật lấy xả làm đầu, lấy bi làm căn bản, lấy tùy hỷ chúng sinh làm hành động tiếp xúc, lấy từ là môi trường sinh hoạt. Câu hỏi số 28: người tu mật ngoài việc trì chú có đọc tụng kinh sách không? Đáp: có chứ. Như ở trên phần 1 đã trình bày, mật giáo lấy chân ngôn làm phương tiện, còn về phần giáo lý là chung cho tất cả mọi người, ai học Phật cũng đều phải tìm hiểu. Thì đây, cái này Hải cũng đã nói rồi, khi chúng ta học để tiến lên mật tông, chúng ta phải qua hai thừa còn lại, đó là tiểu thừa và đại thừa. Thì đương nhiên chúng ta phải học kinh điển của những thừa đó. Và cái việc hành trì hàng ngày ấy, thì quý vị phải hiểu rằng là người thực hành mật giáo sẽ thực hành các nghi quỹ về các mật chú, nghi quỹ về các du già, chứ không tụng kinh nhiều. Mà tụng kinh thì cũng phải tụng kinh có quy định, chứ không phải quý vị cái lời của Đức Phật nói, bây giờ quý vị lại đem cái lời của Phật nói lại tụng lại cho Phật nghe, mà lại coi đấy là một cái việc thực hành và đang tu giáo pháp, thì Hải thấy nó hơi buồn cười. Không, đấy không phải là việc thực hành giáo pháp đâu. Quý vị ngồi thiền chứ đâu là để quý vị thanh lọc tâm mà, để quý vị kiểm soát tâm mình mà. Quý vị quán thân thọ tâm pháp trong các pháp của Samatha và Vipassana, thì đấy cũng đâu phải là lời kinh Phật. Cho nên tụng kinh, mà đối với cả một người theo truyền thống Phật giáo chính thống nhé, có một số kinh quy định là sẽ tụng và có những một số kinh là sẽ quy định là sẽ học. Ví dụ như cái kinh quy định tụng là kinh Chính Pháp Đại Tập Hội, Chính Pháp Sangata, tụng những quyển kinh đó có thể tiêu trừ ác nghiệp. Hoặc là tụng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim ấy, là cái kinh có thể làm cho cung điện của các cõi trời rực sáng. Và đặc biệt là tụng cái kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, là một cái kinh hóa thân về khẩu của toàn thể chư Phật. Khi mà Đức Quốc Vương Tây Tạng ngày mời Đức Liên Hoa Sinh Chi Song Đề Sen đó, ngày mời Đức Liên Hoa Sinh xây dựng cung điện Sam Ye, tu viện Sam Ye đầu tiên, thì khi xây dựng xong cái phần mái thì trên mái xuất hiện một vị đồng tử, một cái bảo tháp và ba quyển kinh, trong đó có quyển kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, là nói về cái công dụng của thần, nguồn gốc và công dụng của thần chú Lục Tự Đại Minh á. Cái kinh đó là đại diện cho khẩu của chư Phật, và kinh Bách Nhật Bách Tụng, những quyển kinh đó mới phải là một cái quyển kinh để tụng. Chứ không phải quý vị đem kinh A-di-đà đây để tụng cái kinh A-di-đà chỉ để giải thích cho quý vị về cái sự thù thắng của cõi Phật A-di-đà mà thôi. Cái cõi Phật A-di-đà thì cũng như những các cõi Phật khác cũng đầy đủ các như thế, và mỗi một vị Phật đều có những cái cõi tịnh độ như y hệt như thế. Hôm nay quý vị tụng Di-đà, mai quý vị tụng dược nó, những cái kinh bản nguyện công đức ấy, là để dạy cho chúng ta biết cái bản nguyện và cái công đức của cái vị bản tôn đó.
chỉ để chúng ta học thôi chứ không phải để tụng đâu. Cho nên cái việc những cái giáo đồ của Phật giáo Việt Nam họ đem hay đem những quyển kinh đó ra họ tụng và họ coi đó là việc đang thực hành giáo pháp thì hãy thấy hơi buồn cười. Ở Tây Tạng không tụng những kinh đó, truyền thống chính thống không tụng những kinh đó, có tụng kinh Kim Cương và tụng những kinh mà Hải đang nói, và chủ yếu là hành trì nghi quỹ và các bản văn của chư tổ để đạt đến giác ngộ tối thượng. Câu hỏi số 29. Như vậy Mật Tông không có kinh sách riêng à? Đáp, đây câu hỏi lại vào phần chuyên biệt rồi. Thật ra thì có những chưa được bao nhiêu. Trước đây có Thượng Tọa Viên Đức, Thích Viên Đức đã dịch và cho phát hành một số kinh như Hiển Mật Viên Thông, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, cái đó Hải vừa nói đó, Chuẩn Đề Đà Ra Ni, Mật Pháp Nhất Tự Đà Ra Ni, Quán Thế Âm Thập Nhất Diện Thần Chú Kinh, Kinh Tập Đà Ra Ni, Kinh Tôn Thất Địa vân vân. Thượng Tọa Thiền Tâm có dịch Đại Bi Kinh, Tôn Thắng Phật Đảnh Kinh vân vân. Thượng Tọa Thích Quảng Trí có dịch Quán Thế Âm Bồ Tát, A Lợi Đà La Ni Kinh, Tô Bảo Hô Đồng Tử Kinh vân vân. Thượng Tọa Thích Đồng Hạnh có dịch Pháp Yếu Căn Bản của Mật Tông, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà Ra Ni, Cư Sĩ Phi Bằng có dịch Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Tu Trì Pháp, Cư Sĩ Hồng Đức dịch Đa Rị Tâm Kinh, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang, Tát Đát Đa Bát Rát Ra Đa Đà La Ni Kinh vân vân. Giờ đây các vị tôn túc còn đang tiếp tục dịch để hoằng dương Phật Pháp. Tôi xin cung kính vọng bái và tán thán công đức của các ngài. Trong này có những vị hòa thượng vô cùng là nổi tiếng về Mật Tông của Việt Nam. Đó là Hòa Thượng Viên Đức, Hòa Thượng Quảng Trí này, và Hòa Thượng Thiền Tâm. Ba cái vị đấy cực kỳ là nổi tiếng quý vị. Và Cư Sĩ Huyền Thanh là những người đóng góp vào cái việc xây dựng cái Mật Tạng Việt Nam. Dịch hết toàn bộ Mật Tạng sang tiếng Việt. Mà thậm chí Cư Sĩ Huyền Thanh còn là người phục tạng. Và cái kinh Đại Nhật mà Cư Sĩ Huyền Thanh hay có quyền đó, chắc chắn quý vị có nhiều người cũng sẽ có quyền đó. Nó là cái quyển mà được bằng tiếng Việt, được dịch ra tiếng Việt. Nhưng Ngài đã tham chiếu tất cả những bản dịch của tiếng Tạng, tiếng Phạn và tiếng Hán. Cho nên cái bản dịch của Cư Sĩ Huyền Thanh là vô cùng quý giá và chính xác. Thực ra thì kinh Tạng của Mật Thừa thì mênh mông lắm, khó ai có thể có hết. Hải luôn tự hào rằng mình có một cái hệ thống kinh sách đồ sộ. Trong những clip trước Hải có quay cái giá sách đằng sau lưng đó, nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn xung quanh đấy là kín hết tất cả kinh điển. Mà Hải đã mua kinh điển, Hải toàn mua cái loại đắt tiền và đẹp được bọc da thôi. Những cái loại xịn nhất và đắt nhất thì Hải sẽ mua, nhưng mà nó vẫn không thấm vào đâu hết. Nhất là đối với cả kinh Tạng của Kim Cương Thừa. Bây giờ Hải xin tiếp tục câu hỏi 30. Kinh sách mật môn nhiều như vậy sao nói là ít? Đáp, ít là vì so với rừng kinh điển Phật giáo, ít là vì chưa nói lên được thực chất của Mật Thừa, ít là vì những bộ kinh lớn chưa được dịch. Hỏi, kinh lớn là kinh nào? Đáp, hai bộ kinh lớn của Mật Tông hiện giờ ở Việt Nam chưa ai dịch, đó là Đại Nhật Kinh và Kinh Kim Cương Đỉnh. Thì thật là may mắn làm sao, trong thời đại của Ngài Mật Nghiêm nó vẫn chưa được dịch, nhưng trong thời đại này của chúng ta, hai kinh này đã được dịch. Tuy nhiên là rất hiếm người có ba bộ kinh này, gồm một kinh Đại Nhật, kinh Tô Tất Địa và kinh Kim Cương Đỉnh. May mắn là Hải đã có tất. Và hạnh nguyện của Hải, trước đó Hải đã ấn tống kinh Chính Pháp Đại Tập Hội, kinh Lăng Già, kinh Thắng Man và kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Nhưng sau này, Hải phát nguyện là Hải sẽ ấn tống ba bộ kinh này. Hải sẽ chỉnh sửa lại và Hải muốn là cán vàng những cái phần thân này này. Và đem tặng cho những hành giả lỗi lạc. Và cũng cúng dường lên chư Phật và cảm tạ cái công đức của Cư Sĩ Huyền Thanh, Hòa Thượng Viên Đức và Hòa Thượng Trí Quang đã gìn giữ cái bộ Mật Tạng Việt Nam, hồi hướng cái công đức lên cho những cái vị tôn túc vĩ đại đó. Trong thâm tâm của mình, mặc dù Hải là đệ tử của những vị Pháp Vương và Rinpoche Tây Tạng, nhưng mà Hải vẫn là một người Phật tử Việt Nam. Cho nên hơn bao giờ hết, Hải vẫn luôn tri ân những vị Hòa Thượng của Việt Nam trước năm 1975. Ví dụ như Ni Sư Như Thủy, Ni Sư Chí Hải, Hòa Thượng Chí Siêu, Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Duy Lục, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Chí Quang, Quảng Trí, Viên Đức. Trong tim của Hải luôn chứa, luôn luôn tràn đầy cái lòng sùng mộ và biết ơn các ngài.
Nhưng mà bây giờ các ngài đã tịch hết rồi, chẳng còn ai nữa. Cư sĩ Huyền Thanh và ni sư Như Thủy còn trẻ, nhưng các ngài cũng vừa mới tịch gần đây rồi. Cho nên là nó cũng là cái nhân duyên để Hải chấm dứt cái mối quan hệ với Phật giáo Việt Nam. Các ngài đấy là những cái vị thầy Việt Nam của Hải. Khi ngài, các ngài đã tịch rồi thì chấm, chứng tỏ là mọi thứ đã chấm dứt. Bây giờ Hải chỉ còn là đệ tử của các Rinpoche thôi. Hải không còn mối liên hệ nào với cả Phật giáo Việt Nam cả. Đó là lý do mà đến hơn 10 năm nay Hải không bao giờ lai vãng ở những cái ngôi chùa Việt Nam, trừ chùa Sủi. Là những lần những cái vị thánh tăng được, các vị Lạt Ma vĩ đại được đón về đó, Hải đến đảnh lễ và nhận quán đỉnh. Ngoài ra Hải cũng không có liên hệ gì với chùa Sủi cả. Hải chỉ là một người khách đến nhận quán đỉnh thôi và dự lễ vậy thôi, chứ Hải không có liên quan gì hết. Đôi khi cái nhân duyên nó chỉ đến đó, các ngày tịch là hết. Câu hỏi số 32, hỏi tại vì sao vậy? Đáp, vì các vị tôn túc chưa hội đủ nhân duyên để làm. Đây là cả một công trình lớn cần sự đóng góp của nhiều người và tốn nhiều công phu cùng với thời gian vân vân. Ngoài ra còn đòi hỏi người dịch phải có trình độ thực tu thực chứng nữa. Nhưng bạn đừng lo, chỉ với số ít ỏi được giới thiệu trên kia, nếu bạn chọn lấy một pháp rồi chuyên nhất mà tu hành thì chắc chắn cũng được giải thoát. Câu hỏi số 33, hỏi làm thế nào để chọn pháp và nên chọn pháp nào? Đáp, phải cần có thầy, có bạn, phải được thông suốt phần căn bản mật tông. Thường thường ấy, ở đây là rõ ràng là tu mật tông, cái vị tác giả mật nghiêm này vẫn là tu theo cái cách của sơ khởi của mật tông Việt Nam. Chứ còn mật tông chính thống Tây Tạng, đây vẫn là chính thống, đây không gì tà vậy cả. Nhưng mà nó thô thiển, nó hơi thô và nó không vi tế. Quý vị phải qua các bước quán đỉnh. Và đôi khi các vị bản tôn là do thầy chọn. Quán đỉnh là vị thầy đó dắt tay bạn vào cái mạng đà la của vị bản tôn đó, và để giới thiệu với vị bản tôn rằng đây là đệ tử của chúng ta, và xin ngài hãy cứu độ cho cái vị đệ tử này. Chứ nếu như chúng ta ở ngoài, chúng ta là những người ngoài cái mạng đà la của các ngài, thì chúng ta khó nhập vào cái vòng kim cương của các ngài lắm, khó nhập vào cái mạng đà la của các ngài lắm, thì các vị không thể nào mà hành giả tu kim cương thừa được, không thể nào mà đáp ứng được cái tam mật tương ưng mà tác giả mật nghiêm này đã nói, thân mật, khẩu mật và ý mật. Thì cái đấy nó là thông qua cái bước quán đỉnh. Câu hỏi số 34, làm thế nào để tìm thầy mật tông? Đáp, có nhân duyên thì gặp. Về mật môn thì thầy đi tìm trò nhiều hơn là trò tìm thầy. Thực ra thì các vị thầy không tìm học trò đâu. Thực tế là như thế. Còn cái việc ngài gặp vị nhiếp chính, đức ngài vĩ đại đó ở tại bảo tháp Bodh Gaya, thì Hải không hiểu tại sao đúng lúc ngài xuất hiện ở đó mà vẫy Hải lại và truyền giới Ngapa cho Hải. Nhưng mà quan niệm của Hải và cái kinh nghiệm tu tập của Hải thì nó như thế này. Người Do Thái người ta có câu là cứ đi đi rồi sẽ đến. Nhưng trong mật thừa, khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Quý vị cứ ngẫm cái câu này Hải nói xem, mọi thứ nó sẽ xuất hiện. Mà xuất hiện, nó xuất hiện một cách bất thình lình, và nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Quý vị chẳng cần sắp đặt, quý vị chẳng cần mong cầu, tự nó cũng sẽ đến. Không ai có thể thỉnh một vị nhiếp chính riêng đến hẳn Đại Bảo Tháp Bodh Gaya để ban cái mật giới cho các quý vị cả. Và ban các quán đỉnh có thỉnh ngài cũng không đến được. Mà các ngài thỉnh là ngài, các ngài sẽ vì đại chúng thỉnh, cả một đạo tràng thỉnh cho hàng nghìn người. Chứ các ngài không nhận cái lời mời của một người đâu. Vì các ngài không phân biệt giàu nghèo sang hèn, kể cả các bạn có nhiều tiền đi chăng nữa. Và gần đây Hải được ngài Chu Sang Tuku Rinpoche ban cái giới, ban ngũ giới, ban quy y và ban Bồ Tát giới cho 6 người tại Đại học Nalanda. Lúc đó Hải xúc động vô cùng, Hải có cảm giác như thể là một vị Phật đang khai sáng cho 5 đệ tử đầu tiên, như Đức Phật khai sáng cho 5 anh em anh Kiều, ông Kiều Trần Như với cô Dana đó. Thì lúc đó là Hải rất là cảm động. Bây giờ quý vị có thỉnh ngài đến Đại học Nalanda cũng không có được, vì ngài rất là bận và nó không có hội tụ đủ nhân duyên. Và Hải nghĩ rằng có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời và không bao giờ đến lần thứ hai nữa. Nó tùy thuộc vào phước báo của quý vị nhé. Câu hỏi số 35, ở Việt Nam pháp mật nào phổ biến hơn cả? Đáp, Đại Bi và Chuẩn Đề. Điều này chính xác,
Bởi vì trước khi Phật giáo Tây Tạng đến đây thì Việt Nam chỉ có hai bản tôn chính, đó là Đại Bi và Chuẩn Đề. Thì một số những cái du học sinh mà ở tại Ấn Độ mà cũng đi vào tu viện cùng với Hải đó vào thời điểm đó đó, thì cũng giống như Hải, cũng bắt nguồn từ Đại Bi và Chuẩn Đề, nó rất là dành về hai cái tháp này. Và mọi người mới hay nói đùa với nhau là các vị thầy mà tông Việt Nam thì hay nói là bây giờ đây là chú Đại Bi đây, con cứ trì đi, của Hòa Thượng, căn cứ theo cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ấy, thì con cứ trì đi, trì 3 năm, trì 3 năm không thấy gì thì lại trì 3 năm nữa. Đại loại là như thế. Tức là đây rõ ràng quyển sách này nó 192, cho nên là nó mới mang đầy cái tinh thần của Mật tông Việt Nam lúc sơ khởi, à Mật tông Việt Nam khi chưa có khi mà các Lạt Ma chưa về đây để hoàng truyền một cách mãnh liệt như bây giờ. Thì khi đọc đến đây thì Hải thấy cả một cái ký ức, cả một cái hoài niệm nó ùa về trong những ngày tháng đầu tiên mình thực hành Mật tông. Lúc đó nó không như bây giờ quý vị. Cái lúc đó cái kinh sách Mật tông nó hiếm lắm, nó ít ỏi như là những cái gì mà họ nói trong này này. Hỏi là tại sao kinh sách nó ít thế, mà thực sự nó ít thật. Ngoài cái Chuẩn Đề với cái Đại Bi ra nó không có một cái gì khác. Không có một cái gì mà mình tu mình cũng không biết vào đâu mà tu, không biết bắt đầu như thế nào, phải làm như thế nào, không ai dạy hết. Bây giờ là quý vị quá may mắn có những cái bậc tiền bối, họ đã kinh nghiệm Mật tông, họ đã dày dặn để họ truyền tải cho quý vị rồi. Và các Lạt Ma cũng được những cái vị đại thí chủ, người ta đưa đến tận đây rồi, quý vị chỉ việc nhận pháp thôi. Cho nên cái việc thực hành giáo pháp bây giờ, tuy là quý vị sinh ra trong một cái thời đại mà năm cái xứ ô trược, năm cái thứ ô trược nó đang khởi lẫy lừng, bị cơm áo gạo tiền, những cái sự bẩn thỉu và đồi trụy của thế gian nó đang lấn áp. Hàng ngày quý vị mở Facebook ra, mở TikTok, mở YouTube ra, toàn những thứ bậy bạ bẩn thỉu ở trên đấy. Nhưng mà cái việc tiếp cận giáo pháp cũng nhanh như thế, cũng rất nhanh như thế. Cho nên cái thời đại này là cái thời đại khi quý vị thực hành tu, cái trí tuệ và cái sự tu chứng của quý vị cũng sẽ rất nhanh, nhưng cái sự tha hóa cũng rất nhanh. Cái thời đại này nó như vậy, cho nên là quý vị nên chú tâm vào việc thực hành giáo pháp. Hỏi 36. Đại Bi và Chuẩn Đề thì đa số các nhà chùa theo Bắc Tông đều có chỉ tụng, như vậy là Mật Tông cả sao? Đáp đúng, đa số nghi thức của những chùa bên Bắc Tông đều có chỉ Đại Bi, Chuẩn Đề và Bát Nhã, nhưng đó chưa hẳn là mật. Chính xác, chưa hẳn là mật, mật nó phải có những cái bước kia. Câu hỏi thứ 37, vậy là hiển hay sao? Đáp, người tu mật không phân biệt tách rời hiển và mật, mà quan niệm là tức hiển tức mật, có nghĩa là hiển mà mật đấy, mật mà hiển vậy. Câu hỏi số 38, xin nói rõ hơn. Đáp, vì đặc tính của dân tộc ta cương cường mà nhu hòa, nên các tôn giáo và tư tưởng vào đây dần dần bị biến đổi để thích ứng với địa phương. Cũng vậy, đạo Phật phổ biến ở Việt Nam từ đời nhà Đinh, rồi cùng dân tộc trải qua bao nhiêu chìm nổi đổi thay, nên giờ đây các chùa Bắc Tông cũng mang một sắc thái đặc biệt, khác hẳn chùa của các nước Tàu, Nhật, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, v.v. Mấy nước kể sau đa số là Nam Tông, khác nhau ở chỗ dung hòa nghi thức, không chia rõ chùa chiền, chùa mật hay chùa tịnh độ tông. Điều này có nghĩa là một sự dung hòa các pháp môn. Bước vào chùa đầu tiên là nhà tổ thì thấy thờ Đạt Ma Tổ Sư là vị tổ thiền. Lên chùa thì thấy cả tượng Đức A-di-đà, Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quán Âm, Đức Chuẩn Đề, v.v. Nghĩa là đủ tượng của tịnh độ, của mật, của thiền, v.v. Sang phần nghi thức hành lễ thì có đọc chú, có tụng kinh, đó là vừa hiền vừa mật. Đây cũng là điểm đặc sắc của đạo Phật ở nước ta. Thường thường các thầy tu theo hai đường, thiền mật song tu hoặc tịnh mật song tu. Ở Việt Nam chưa có một chùa nào riêng của Mật Tông, nhờ theo đúng mạn Đà La, tức là đàn pháp mật với các vị Phật Mật Tông như Tỳ Lô Giá Na v.v. giống như ở bên Nhật. Do đó Mật Tông mà chúng ta hành trì ở đây thường tự tu tự chứng, không có một sự truyền thừa rõ ràng và phần nhiều là tạp mật, không phải là thuần mật. Ô, điều này là chính xác quý vị. Điều này là hoàn toàn miêu tả chính xác cái hiện trạng của Phật giáo Việt Nam từ ngày xưa cho đến tận bây giờ, là nó hầm bà lầm tạp phế lù lên như vậy, không có rõ theo bất kỳ một cái truyền thống nào hết. Ví dụ như bây, nhưng mà Hải trong nhà Hải thì Hải không có như thế, là chỉ thuần cái truyền thống Kim Cương Thừa, thuần cái truyền thống của Đại học Nalanda thôi. Mặc dù là kinh điển, Hải có đầy đủ cái kinh điển Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa, nhưng cái truyền thống của Hải vẫn giữ cái Kim Cương Thừa là chủ yếu theo truyền thống Nalanda. Cũng giống như là trong một cái buổi pháp thoại, hình như Đức Phật già à, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài giảng về Trung Quán, hay là giảng về 37 Bồ Tát, 37 phẩm Bồ Tát đạo đó, thì ngài có nói là ngài có kể một cái đoạn lịch sử của Phật giáo Tây Tạng,
đó là khi mà vua Chisong Diocen các ngài muốn Phật giáo trở thành cái quốc đạo, trở thành cái tư tưởng để dẫn dắt dân tộc Tây Tạng đó, thì ngài có mời cả những vị học giả Nalanda và ngài có mời cả những cái vị hòa thượng Trung Hoa đến để cùng thuyết pháp. Thì các vị hòa thượng Trung Hoa phản bác lại cái tư tưởng của Nalanda, phản bác lại cái tư tưởng của truyền thống Kim Cương Thừa, và các ngài không có chú trọng vào kinh điển, không có chú trọng vào cái việc phân tích kinh điển. Bởi vì Nalanda chủ yếu là học kinh và biện kinh. Còn các vị hòa thượng là chỉ có ngồi thiền thôi. Và hơn nữa họ lại chia tông phái một cách rất là buồn cười. Họ lại chia theo cái 10 cái tông phái đó. Ví dụ như là Tịnh Độ Tông này, Thiền Tông này, Mật Tông này, Hoa Nghiêm Tông này, Luật Tông này. Họ lại chia tông phái một cách buồn cười như thế. Cho nên là vua Tạng ngài mới nói là thôi các ngài nên quay trở về Trung Quốc. Bởi vì vua Tạng nói rất là khéo, ngài nói rằng là ở trên này thì cái địa lý nó không phù hợp, rồi các ngài không thể nào mà ăn được cái bột Stampa. Người Tây Tạng ăn cái bột Stampa nó dính răng, cho nên sợ các ngài dính răng ngài không được thì thôi mời các ngài đi về. Và từ đó vua Tạng đã quyết định tiếp nhận cái tư tưởng trọn vẹn của Nalanda thông qua 4 cái trường phái hiện tại đang còn ở Tây Tạng. Và do Đức Dalai Lama là pháp chủ của các pháp chủ, có trách nhiệm gìn giữ cả 4 dòng truyền thừa đó, thì như Hải đã nói đó, cái truyền thống của Phật giáo Trung Quốc họ chia rất là buồn cười. Họ chia 10 tông phái, tức là khi mà họ đã chia là 10 tông với nhau, tức là khẳng định một cái điều rằng là chỉ cần chúng ta tu một tông thì chúng ta đã đạt được giác ngộ. Tức là 10 tông tức là cho chúng ta 10 cái option, 10 cái con đường để chúng ta thực hành giáo pháp, đúng không ạ? Tức là bạn tu thiền thì cũng là được, tu mật tông thì cũng được, rồi tịnh độ thì cũng được, miễn sao thì cũng luật tông. Nhưng mà nếu như quý vị chỉ chọn được một, chúng ta chỉ có thể join vào một cái option, chúng ta chỉ có được chọn một cái phương án để chúng ta thực hành giáo pháp, đúng không ạ? Nếu như các bạn luật tông, tức là các bạn không thể tự tu thiền, không được tu tịnh, hay là chúng ta lại cùng một lúc xen vào, hay là chúng ta cùng một lúc phải thực hành hết cả 10 cái tông phái đó thì mới đạt được đến giác ngộ. Tu mật tông như Hải nói đó, quý vị phải thông qua tiểu thừa đại thừa. Thì trong tiểu thừa đại thừa đấy chúng ta phải học hết kinh điển. Trong đấy là có kinh Hoa Nghiêm mà, chúng ta phải học cái tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm mà. Kinh Hoa Nghiêm rất là quan trọng trong việc thực hành giáo pháp. Mà họ lại đi lập ra thành một tông phái. Tại sao lại lấy một cái kinh điển ra để trở thành một tông phái? Và Duy Thức Tông, ở đây họ chia ra có Duy Thức Tông. Duy Thức Tông là nằm trong 7 luận của A Tỳ Đạt Ma ở trong hệ thống triết học của Đại học Nalanda. Bất kỳ ai học theo truyền thống Gelupa đều phải học Duy Thức. Tại sao lấy một cái bộ luận ra để trở thành một cái trường phái? Giới luật của Đức Phật gồm có giới biệt giải thoát giới, tức là thanh văn giới. Thì như trong tiểu thừa, giới dành cho cư sĩ có 5 giới, giới dành cho xuất gia thì có Saji, Sajini, Thức Xoa Mani, Tỳ Kheo Ni, Bồ Tát giới thì có thập, lên đại thừa thì Bồ Tát giới có thập giới và Bồ Tát giới, đại thừa thì Kim Cương Thừa thì có các mật nguyện Samaya. Thế nếu như mà chỉ có tu cái giới không, tức là không học kinh, không làm gì hết à? Mà trong khi đấy tu là vừa phải học kinh, vừa phải giữ giới, vừa phải nghiên cứu kinh điển, vừa phải nghiên cứu các bộ luận, thì mới là người tu chứ. Tại sao lại chia ra một lúc như thế? Ví dụ như Hoa Nghiêm Tông, cái cốt tủy của kinh Hoa Nghiêm chứ là cái mục đích của chư Phật ra đời và giảng dạy chỉ mở con đường là dẫn vào Phật địa. Còn Bồ Tát địa hay Thanh Văn địa chỉ là con đường giả, chỉ là cái con đường lấy làm tỉ dụ thôi, chứ không phải là cái thực mà Đức Phật muốn nói. Cũng giống như trong kinh Thắng Man, Đức Phật nói không có tứ đế, chỉ có nhất đế, đó là đạo đế. Chỉ có một con đường, nó chỉ là con đường đạo. Chỉ có diệt đế, một con đường duy nhất đó là giải thoát. 3 cái đế kia chỉ là tỉ dụ thôi. Thế thì có cần phải thêm Thắng Man Tông vào nữa không? Cho nên cái Tịnh Độ Tông nhá, là một trong 10 tông phái của Trung Quốc nha quý vị. Không phải truyền thống của Nalanda với Ấn Độ đâu. Không phải truyền thống chính thống đâu. Cho nên là cái tịnh ở Tây Tạng, ở Ấn Độ vẫn có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng cái kinh đấy chỉ để nói về cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà là một trong ngũ bộ Như Lai của mật thừa. Và nếu như không chứng được ngũ trí Như Lai, 5 cái trí tuệ đấy thì không tài nào thành Phật được. Trong mật điển quy định rõ ràng nếu không chứng được ngũ cái trí đó thì không bao giờ thành tựu được mật điển. Và Đức Liên Hoa Sinh là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có hàng nghìn những mật điển. Không phải chỉ có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đâu. Hàng nghìn cái và rất là quan trọng cho mật điển. Nhưng khi truyền đến Trung Quốc, những cái vị tổ của Trung Quốc họ lấy cái 3 cái quyển kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ ra để họ thành lập cái tông của họ. Nó là cái truyền thừa của họ.
Vấn đề có nhiều khi những cái người mà họ tu tịnh độ họ cũng không biết cái điều đó đâu. Cho thế cho nên nhá, một cái điều mà quý vị phải hiểu rõ ràng này, khi quý vị đến bất kỳ một ngôi chùa nào nhá, quý vị phải hỏi cái chùa này theo trường phái gì, quý vị phải gặp cái vị sư ở trong đấy không ạ, quý vị hỏi là thầy đang theo tông phái nào, tông phái của thầy truyền từ đâu, ai là người khai sáng ra, và cái dòng truyền đến nó có gián đoạn hay không, nó truyền đến thầy là đời thứ bao nhiêu rồi, cái vị đó phải biết, chứ không phải là tu cái gì cũng không biết. Đức Đại Lai Lạt Ma ngày hôm nay giảng Trung Quán Tông, ngài sẽ nói ở Trung Quán Tông là truyền từ Long Thọ truyền từ vua trước truyền từ Thế Tân, rồi bắt đầu truyền đến các vị Kadampa, rồi hình thành phái Gelugpa truyền đến chúng ta đời hôm nay không gián đoạn. Hoặc là ngài Gachen hôm nay ngài sẽ truyền pháp Phổ Ba Kim Cương, ngài nói cái pháp này là của Đức Liên Hoa Sinh, Đức Liên Hoa Sinh truyền cho các vị đệ tử, và ngày hôm nay ta truyền cho các con, và cái nghi, chính bản thân cái nghi quyển này không gián đoạn. Chúng ta phải biết cái họ đang tu tập là cái gì, và cái họ đang thực hành nó có gián đoạn hay không, nó mới có giá trị. Cho nên Tịnh Độ Tông là một trong 10 trường phái của Trung Quốc, và cái cách họ chia ra nó bị buồn cười. Chứ còn theo như tất cả mọi clip của Hải đều nói nhá, theo đúng nguyên tắc của Nalanda là phải học hết tiểu thừa, đại thừa, ngôn rồi đến mật thừa, thì trong tiểu thừa, đại thừa đấy nó có giới luật, nó có các kinh điển, nó có các bộ luận mà. Nó phải học hết chứ. Tại sao lại chia ra kỳ cục vậy? Chia ra 10 cái tông, Hoa Nghiêm Tông rồi, Thiên, Chân Ngôn Tông. Chân Hải giờ Hải cũng không biết Chân Ngôn Tông có phải là bậc tông hay không nữa. Mà rõ ràng là Chân Ngôn là mantra, ngày xưa người ta gọi mật thông là Tantrayana, Mantrayana. Và sau này người ta chỉ gọi một thôi, đó là Vajrayana, tức là kim cương thừa thôi. Cho nên là từ đấy trở đi Hải hiểu rằng là cái truyền thống của Trung Quốc nó có vấn đề. Mình phải theo cái truyền thống cổ xưa nhất và chính xác nhất, đó là của Đại học Nalanda và được lưu giữ lại Tây Tạng. Cho nên là quý vị phải cẩn thận với những cái tư tưởng bắt nguồn từ Trung Quốc nữa nha. Bây giờ Hải xin phép tiếp tục. Câu hỏi số 39. Hỏi thế nào là tạp? Đáp, tạp vì không nguyên chất. Ví dụ như tu tịnh độ mà lại trì chú chuẩn đề. Tạp vì pháp tự học tự hành không được truyền thừa có hệ thống. Tạp vì giáo pháp tiếp nhận từ ứng thân Thích Ca Mâu Ni thay vì từ pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Nhưng dù tạp hay thuần thì cũng đều đi đến cứu cánh là giải thoát. Ở hai câu rè đá nhau nha. Tạp thì sẽ không có giải quyết được vấn đề gì hết. Hải xin phép giải thích thêm cái câu này một chút xíu, cái vấn đề này một chút xíu. Khi quý vị thực hành mật thừa, quý vị phải trong sạch và tinh sạch. Các ngài trong tất cả mọi lễ quán đỉnh và trao truyền pháp, các vị Lama, các vị Rinpoche và các pháp chủ đều nói rằng là cái sự truyền thừa của mật tông ấy, nó cũng giống như cam lồ đựng trong bình vàng. Nếu như cái vị đệ tử, vị thầy là cái bình vàng đang chứa cam lồ, mà muốn rót cái lực tu mật tông vào vị đệ tử thì cái vị đệ tử đấy cũng phải là một cái bình vàng và trong sạch. Nếu như cam lồ mà từ cái bình vàng mà lại không được rót vào bình vàng mà lại rót vào cái bình đất ấy, thì cam lồ sẽ chuyển thành thuốc độc. Cho nên không phải ai cũng là người đủ các phẩm tính để theo truyền thống kim cương thừa và tu tập mật pháp kim cương thừa đâu. Không phải đơn giản như thế đâu. Cho nên đã tạp thì nó chẳng có giá trị gì. Bởi vì đây là trong này có nói là tạp vì pháp tự học tự hành không được truyền thừa và có hệ thống. Nếu như không có truyền thừa, không có hệ thống, quý vị tu thoải mái không bao giờ thành đạo. Quý vị thấy là tại sao có những người thậm chí tu mãi không thành đạo, kể cả xuất gia, tại gia, bởi vì không có dòng truyền thừa. Tại sao lúc nào cũng phải nhấn mạnh cái việc dòng truyền thừa? Bởi vì khi có dòng truyền thừa, quý vị mới biết bắt đầu từ đâu, dụng công từ đâu, bắt đầu từ đâu, và có bắt đầu thì mới có kết thúc. Chứ không phải quý vị cứ thế là tu đi, không biết tu từ đâu và không biết kết thúc nó sẽ như thế nào, thì sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ một vấn đề, không bao giờ đạt được bất kỳ một kết quả nào trong việc quý vị tu tập được đâu. Cho nên cái trọng trách của quý vị, cái trách nhiệm của quý vị, ngoài cái việc quý vị phải học kinh điển ra, quý vị phải tìm cho bằng được một vị thầy bắt nguồn từ một dòng truyền thừa không gián đoạn và đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận cái dòng truyền thừa đấy là chính xác, chính đáng và không tà vậy, thì mới được. Đấy là quan trọng nhất. Và theo cái vị đấy suốt đời thì quý vị mới không bị cái trường hợp là tự học tự hành thì không được truyền thừa, không có hệ thống thì hỏng. Không có cái giáo pháp nào mà không có hệ thống cả. Không có hệ thống, không có cơ sở gì hết, không có gì hết thì quý vị học làm sao. Câu hỏi số 41. Mấy câu hỏi vừa nêu ra đã đi xa tiêu đề của phần 2 là người tu mật tông làm gì. Giờ xin quay lại chủ đề. Đáp, muốn biết làm gì thì cần nắm vững vấn đề trước đã. Tu mật là tu tâm, tu pháp, dùng pháp làm phương tiện mà phải biết dùng phương tiện thiện xảo để đạt cứu cánh giải thoát cho mình và cho người.
Câu hỏi số 41, làm thế nào là phương tiện thiện xảo và thế nào là một phương tiện thiện xảo? Đáp: phương tiện thiện xảo là phương tiện thù thắng khéo léo, phương tiện nhặt lẹ và chắc chắn, phương tiện vững vàng mà hiệu quả, phương tiện nhiệm màu và thâm thúy nhất để đưa người tu mật vượt bể khổ luân hồi đến được bờ giác thoát ngay trong đời này. Phương tiện đó đối với mật môn là chân ngôn. Câu số 42 hỏi: chân ngôn thì thật nhiều, nhưng biết dùng ra sao? Đáp: đó là chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề thực sự. Cũng như người lái xe, đi nhanh hay chậm do nơi tài xế, lái khéo hay lái dở cũng bởi bác tài. Vậy có xe trong tay rồi phải đòi hỏi những điều kiện cần thiết khác nhau. Thí dụ như sự lanh trí, phản ứng, nhậm lẹ và đôi mắt tinh tường cùng sức khỏe sung mãn vân vân. Người tu chân ngôn cũng vậy. Khi bạn đã có pháp trong tay rồi, chỉ cần một pháp thôi thì bạn cần phải có: thứ nhất, niềm tin không gì lay chuyển nổi; thứ hai, một chí nguyện rộng lớn vô hạn; thứ ba, một nguyện lực mãnh liệt vô biên; thứ tư, một nguyện lực vững bền kiên cố. Đó là tất cả sự chính tâm thành ý đòi hỏi và cũng là điều kiện để ly sinh tử vậy. Câu hỏi số 43 hỏi: ngoài 4 điểm trên còn phải dọn tâm thế nào? Đáp: muốn vào pháp và chắc chắn đi đến thành tựu thì người tu mật phải: thứ nhất, đối với mình xả tất cả, phá tất cả, làm tất cả; B, đối với người chuyển tất cả, thắng tất cả, thành tất cả. Câu hỏi số 44, xin nói rõ 3 điểm đối với mình. Đáp: thực hiện 3 điểm này để được nhất tâm và luôn trong chánh niệm. Xả tất cả là bỏ cái ta và cái của ta, tức là ngã và ngã sở. Phá tất cả là phá cái tâm phân biệt và kiến chấp. Làm tất cả là làm các thiện nghiệp và hằng thường giữ thân, khẩu, ý lành. Câu hỏi số 45, xin cho biết về 3 điểm đối với người. Đáp: đối với người thì phải thường tùy hỷ và lấy bi tâm mà đối xử. Để thứ nhất, chuyển tất cả là dựa vào bi nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát và đem tất cả công đức lực của mình để chuyển hóa cho người khiến nghiệp dữ thành lành, hướng về chính pháp tu hành. Thắng tất cả là bằng phương tiện thiện xảo, bằng nguyện lực, bằng chính tâm để thắng mọi tà ngụy. Thành tất cả là người tu chân ngôn mang tâm Bồ Tát làm việc Phật nên khởi niệm tất thành, đó là chỗ thắng diệu của pháp vậy. Câu hỏi số 46, hỏi: thật khó thực hiện những điều vừa kể, xin cho thêm ý kiến để củng cố niềm tin. Đáp: người tu mật là người sống trong nhân quả mà vượt lên trên nhân quả, sống trong nghiệp lực mà chuyển nghiệp lực, do tâm, do pháp và do hành. Nếu bạn đã có quyết tâm và biết pháp giải thoát thì cứ hành đi, nhất định sẽ thành. Bạn đã có chìa khóa của sự thành công rồi, giờ hãy vững tin mà tiến bước. 47 hỏi: giả sử như bây giờ tôi quyết tâm, vậy thì còn cần thêm gì nữa không? Đáp: đã quyết rồi phải cần nhất tâm, đã nhất tâm rồi cần chuyên chú, siêng năng như gà ấp trứng thì mới đạt kết quả tốt. Câu 48 hỏi: với kinh nghiệm của người đi trước, ông thấy còn khó khăn gì? Đáp: cái khó khăn nhất mà tất cả những người mới bước vào con đường mật thừa đều gặp, đó là ưa thích thần thông hoặc muốn mau chóng được một cái gì, thành một cái gì. Tâm lý này cũng đúng thôi, nhưng nó lại trở thành chướng ngại rất lớn cho hành giả. Điều này hoàn toàn chính xác. Hầu như là không bất kỳ một người tu mật tông nào bước vào con đường của mật thừa lại không mong muốn mình có thần thông và không mong muốn những lợi ích thế tục mà các mật chú mang lại. Thực ra đó là một cái nhân để cho chúng ta tu tập mật thừa. Cái mục đích của mật thừa là dùng chính cái dục vọng của chúng ta để tiến tu. Chúng ta đang sinh ở cõi dục. Chúng ta sinh ở các tầng trời cõi dục đổ xuống. Trong giấc mơ của chúng ta cũng là dục vọng. Chúng ta thèm khát cái nọ, chúng ta ham muốn cái kia. Và chính chúng ta cũng được sinh ra từ dục vọng của cả cha lẫn mẹ. Chứ nó không thuần tịnh đâu. Cho nên là cái năng lượng dục vọng nó mạnh mẽ khủng khiếp. Mật tông dùng cái năng lượng này để tu tập. Tuy nhiên, nếu như chúng trong một thời gian sau tu tập mà chúng ta không nhận ra được bản chất những điều kia là cần phải trừ bỏ thì nó sẽ lại là chướng cho quý vị. Cho nên tu mật tông cũng thế, đôi khi mong mỏi rất nhiều, nhưng mà những cái đến nó sẽ đến. Có những thứ mà
không bao giờ có thể đến được nếu như mà nhân duyên chưa hội tụ đủ. Anh có nhớ một cái kỷ niệm này khi mà Hải ở Nepal và Hải được làm quán đỉnh Kurukule Tác Minh Phật Mẫu, thì các ngài nói rằng là ồ, tu cái pháp môn Kurukule này cả tiền bạc lẫn tình cảm sẽ đến rất nhiều. Đó, các ngài nói thế. Và sau khi quán đỉnh xong, học nghi quỹ xong, thì các ngài lại nói rằng là trên đời này có hai thứ, đó là tình và tiền, là những thứ cầu mà không được. Chưa chắc cầu nó đã đến, có khi không cầu nó lại đến. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề của sự và lý. Hai cái vấn đề đấy chúng ta đều phải hiểu được cái nguyên nhân của nó, thì chúng ta mới thông đạt mọi thứ. Câu 49 hỏi: tại sao mong cầu hợp lý mà lại gây trở ngại? Đáp: ưa thích thần thông tức mong muốn có quyền năng hoặc là siêu nhân, đó là phát triển tự ngã. Mong mau chóng kết quả là bạn còn tham, còn cầu, còn chưa làm đủ và làm chủ thật sự tâm mình. Và khi bạn vào tu pháp mật mà còn với tư tưởng đó thì kết quả là hạn chế, khó mà chuyên nhất. Câu số 50 hỏi: vì sao? Đáp: lại vì sao nữa? Tam Tổ Thiền Tông Tăng Sán đã viết trong Tín Tâm Minh là đừng hỏi vì sao nữa thì hết chuyện sai ngoa. Xin trả lời cái vì sao của bạn nhé. Vì mục đích của bạn là tìm cầu. Có khi cầu lớn lao mà có khi chỉ là cầu tri kiến. Vậy nếu cầu lớn lao thì là lạc tham, mà nếu cầu tri kiến thì là sai và lạc. Cả hai trường hợp đều hỏng hết. Tại vì muốn vào pháp Phật thì phải lìa tri kiến. Khi đó bạn sẽ hiểu hai câu này: Phật với chúng sinh tính thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Bạn cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thì khó khăn nào chẳng vượt qua, trở ngại nào mà chẳng khắc phục. Câu hỏi 51: thế thì phải chuẩn bị tinh thần thế nào? Đáp: tinh thần chân thực và buông xả. Câu 52 hỏi: nghĩa là thế nào? Đáp: chân thực là trở về chính mình, hiểu thực lòng mình và khẩn thiết vào đạo. Buông xả là bỏ hết tri kiến, dẹp hết mong cầu. Đó mới là bước đầu của người ngộ đạo. Nếu bạn đi tìm chân lý chỉ bằng lý trí của bạn thì không thể thấy được cái thực lẽ thực. Vì theo Phật Pháp, những hiểu biết nhiều quá sẽ là sở chi chướng làm ngăn con đường vào đạo. Cái vấn đề này nó rất là sâu xa. Cái vấn đề này tự quý vị phải trả lời cho mình. Quý vị học nhiều, quý vị mà nó không tinh, không thông, không suốt, nó sẽ là trở ngại. Nhưng quý vị không học, quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy đường đạo, không bao giờ có cơ đạo quả. Ba cái chân kiềng trong triết học Phật giáo: cơ là cơ sở, đạo là con đường đạo, và cuối cùng là kết quả, cái đạo quả mà mình đã chứng điện, đã thực chứng và đắc thành tựu. Cái cơ sở đã phải đặt nền tảng trên kinh điển và mật điển, cho nên cái con đường học nó không bao giờ được dừng lại. Câu hỏi số 53: nãy giờ tôi nghe tu mật cái gì cũng vì người, cho người, thế là tu mà chẳng được gì à? Đáp: chính cái chỗ chẳng được gì cả của bạn là được nhiều lắm đấy. Điều này chắc bạn không tin, vì bạn đã đi vào đâu mà tin được. Giờ nếu bạn đã quyết tâm có hành trang đầy đủ rồi thì xin bạn hãy lên đường. Chúc bạn sớm gặp duyên may. Thực ra đó, Hải chưa chứng nghiệm điều này, nhưng những cái vị tu hành mật tông từ lâu đời, có những người họ tu hành từ khi mà trước cả thời của vị mật nghiêm ở năm 92. Hải có biết một cái cô, nhưng mà Hải xin giấu tên cô ấy. Cô ấy đã từng đến Tây Tạng trong những cái thời điểm mà một ngày chỉ đi được có 500 mét, cái đường núi nó hiểm trở như vậy, người ta quyết tâm đi tìm đạo trong khó khăn như thế. Và tất cả mọi người, tất cả những người nào đã dám bước chân vào con đường tu mật thừa đều có chung một kết cục: những cái ác nghiệp nó đổ ra để khiến người ta khổ đến mức mà người ta còn không nhìn thấy cái nhân quả nữa thì thôi. Thì đấy đích thực là mình, một người đang tu theo truyền thống Kim Cương Thừa, người ta đã khổ đến mức độ khổ không còn gì để khổ hơn nữa. Và rồi cho đến khi người ta gặp giáo pháp, gặp được các vị Lama, gặp được các vị Rinpoche pháp chủ và tu hành theo con đường Kim Cương Thừa, không được gì trong suốt cả cuộc đời. Và cô ấy nói rằng cuối cùng mình lại là người được nhiều nhất. Mình nhìn thấy không được gì, nhưng thực chất mình là người được nhiều vô cùng. Cho nên là khi bước vào tu mật tông, đừng mong cầu gì hết, tự nó sẽ đến.
Câu hỏi số 54, mặc dù Hải chưa chứng nghiệm điều này bởi vì Hải vẫn đang tu, Hải chưa đến cái đoạn kết như cô ấy. Và cô ấy là một người hướng dẫn Hải rất nhiều điều trong mật thừa. Hải là một người hiếm khi tôn trọng ai lắm. Nhưng khi Hải đã tôn trọng một người nào đó thì những người đó thực sự là những người đã xả thân hết mình vì giáo pháp. Câu hỏi số 54, hỏi, xin cho hỏi câu cuối cùng, thế nào biết là thành tựu? Đáp, Phật nói tự tu tự chứng, vậy thì thánh quả không ai giống ai, có người thành tựu lớn, có người thành tựu nhỏ, tùy theo căn cơ, phúc đức, công phu của mỗi người. Tuy nhiên bạn đã hỏi thì trả lời, thành tựu nói chung của những người tu giải thoát không phải ở chỗ biến hóa thần thông, hô phong hoán vũ, mà là tự thấy được tâm phàm của mình ngày một mất, nghiệp xấu ngày một bỏ, từ bi ngày một tăng, tinh thần ngày một an ổn, trí thấy biết ngày một sáng, giải thoát ngày một gần, vân vân. Bạn giờ đã an tâm chưa? Bây giờ khởi hành chứ, kẻo trễ quá rồi, vô thường đâu có đợi bạn. Đừng để phí ngày nay, đừng để phí kiếp này, sau này chắc gì gặp được chính pháp, cơ hội khó có lần hai. Chúc các bạn thành công. Và Ngài Mật Nghiêm tác giả đã viết những câu này trong những trang kết thúc cái chương số 2. Xin hồi hướng công đức về mười phương tam bảo và tất cả chúng sinh trong các cõi. Sau khi đọc xong phần 2 này, nếu bạn thấy được điều gì hay, mới, thì đó bởi là căn nghiệp, phúc đức của bạn đã có sẵn, nên hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Hãy đồng ý điều này. Và để kết thúc phần 2 này thì chúng ta lại được Ngài tặng một bài thơ. Nó có tiêu đề là Tu Mật. Hãy xin phép bắt đầu đọc bài thơ. Đừng đòi những pháp nhiệm màu, hãy chờ những pháp không cầu mà nên. Thần thông thì chẳng có tên, chẳng cần tác ý, tùy duyên hiện bày. Tu mật phải hiểu lẽ này, còn tham còn vọng, còn đầy quỷ ma. Phật thường vẫn nhắn nhủ ta, đừng đem quỷ tới thay ma trong người. Hành giả tu mật vào đời, cứu sinh độ chúng, trời người đều thông. Con đường mật hạnh cửa không, trang nghiêm quốc độ mật tông thường làm. Thinh thang chánh pháp rõ ràng, vào đời cứu độ chẳng màng tử sinh. Cởi mình khỏi trói lợi danh, chuyển thân tâm biến mau thành Như Lai. Bài thơ được sáng tác ngày 18 tháng 7 năm 1992, Mật Nghiêm. Và Ngài lại thêm một cái đoạn nữa, một cái trang nữa, gồm có 4 câu ở đằng sau là: nói thì dễ lắm, nhưng làm thì thật khó. Thiên nan vạn nan, bạn hãy hành đi, và thật sống trong đó thì mới giải thoát được. Thì Hải xin hết, cũng xin hết cái video này. Hải cảm ơn tác giả Mật Nghiêm đã cho tất cả chúng ta những cái giây phút được trải nghiệm những cái vấn đề trong việc thực hành giáo pháp liên quan đến Kim Cương Thừa. Thì cái bài thơ Tu Mật của Ngài cũng nói lên hết tất cả. Nếu người tu mật mà còn tham, mà còn vọng tưởng thì chỉ chiêu dụ quỷ ma mà thôi. Điều này Hải là người thực chứng. Và sau này quý vị, bây giờ quý vị cũng sẽ thực chứng cái điều đó. Quý vị cứ vào các đạo tràng Tu Mật Tông đi, quý vị sẽ thấy điều đó hiển hiện trước mắt quý vị một cách rõ ràng. Và Hải xin hết, xin dừng video ở đây. Và xin chúc quý vị một ngày an lành, cũng như sống trong ánh sáng giáo pháp từ bi của Đức Phật. Xin kính chào và tạm biệt.